Hồi nãy nhân đức à, nói với mấy chú một câu rằng à, mọi người chúng ta à, ai cũng thích à, tu phước duyên thù thắng nhưng ngay câu vật hiệu này mình mỗi ngày niệm đó là tu phước duyên thù thắng nhất đó quý vị nhớ nè cái phước duyên thù thắng nhất là chính bản thân mình Mỗi ngày niệm Phật mà an vui Ai chỉ cần phớt qua nhìn mình thấy mình thôi Là đã tu phước duyên thù thắng Nhìn quý vị, vị thôi là tự nhiên người ta nuôi được cái Chủng tử làm Phật Nhìn quý vị, vị thôi là tự nhiên người ta nuôi được cái Cái huệ mạng của người ta Vì sao? Vì người ta nhìn mình người ta muốn tu là nuôi huệ mạng quý vị, vị? Mà mình là người niệm lên câu Phật hiệu Cái nguồn gốc là bắt nguồn từ niệm Phật Mà niệm Phật với vị vui vẻ là vị tu Phước Duyên Thù Thắng quý vị, quý vị biết rằng là ta thấy mình niệm Phật mà Vui vẻ, quan hỷ, an lạc, tự tại là người ta muốn niệm Phật rồi Ta nghĩ ô người này niệm Phật Cái đó mới là cái thật sự tu Phước Duyên Thù Thắng Trong kinh Phật dạy niệm Phật một câu Phước Sanh Vô Lượng Quý vị chỉ cần nghĩ gì thôi là tự nhiên quý vị sẽ thích niệm thêm một câu Phật hiệu liền vì niệm một câu Ai với Đà Phật phước sanh vô lượng Ai với Đà Phật phước sanh vô lượng Ai với Đà Phật phước sanh vô lượng Đó. Một câu Phật hiệu mà niệm lên gì phước sanh vô lượng Mà thường nhớ Phật niệm Phật gì và nghĩ Niệm Phật là phước sanh vô lượng Tự nhiên trong tâm mình an lạc vui vẻ vô cùng Thì từ nó ngay chỗ này mà tu phước duyên vô cùng lớn Thì vị phải biết rằng cái danh hiệu của Phật là cái quả giác tu đã thành tựu của Phật Mà lấy quả giác này để làm bổ nguyện để độ sanh Chúng ta lấy quả giác của Phật để làm nhân địa tu cho mình Nên một câu Phật hiệu này niệm thù thắng lắm Nhưng mà phải đòi hỏi lòng tin cực kỳ mạnh Không có một chút gì nghi ngờ Cứ chăng thật niệm Phật và nghĩ rằng Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Tin lời Phật dạy đi thì sẽ siêng niệm liền Mọi người sẽ siêng niệm thêm có vật hiểu liền nghe gì cái là ai đạo phật ai đạo phật ai đạo phật ai đạo phật. phật niệm liền niệm lên có vật hiểu liền nên đi đứng nằm ngồi nói năng hành động mặc áo ăn cơm mọi lúc mọi nơi sẽ siêng niệm phật quý vị coi Chạy đầu này chạy đầu kia chạy đầu nọ Tu Phước Duyên không ngờ Ngay có vật hiệu là Phước Duyên thù thắng nhất Làm tất cả những việc trong cuộc đời này Trong kinh không có nói rằng Phước sanh vô lượng Nhưng mà niệm Phật là Phước sanh vô lượng Nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời này Mang cái thăng Ở cái cõi đời này thì chúng ta Đủ nhân duyên thì làm những việc thiện, việc tốt, việc này, việc kia Lợi ích cho chúng sanh để người ta thấy rằng Phật Pháp có ý nghĩa Phật Pháp làm những việc lợi ích cho mọi người thì ta kính trọng Phật Pháp Chỉ cái nhân duyên vậy thôi Và mình cũng là người có duyên cái chúng sanh nên mình làm Nhiệt tình hết mình Và có duyên làm việc thiện việc tốt đó thì cố gắng làm thôi Còn nếu như mình rảnh rỗi không có duyên gì hết thì mình niệm Phật Có duyên thì mình làm mình cũng niệm Phật mà không có duyên thì mình cũng là niệm Phật Vô cùng đặc biệt bởi vì Pháp một Tịnh Độ quá thù thắng Người niệm Phật là không có nói cái chuyện mà chúng ta mà nói là Mình buồn tẻ hoặc là mình thấy trống vắng không có vì bên cạnh chúng ta lúc nào cũng ai với đà Phật Ai với đà Phật Lúc nào mình cũng niệm Phật hết chứ làm Sao mà buồn làm Sao mà cảm thấy chống vắng quý vị Cảm thấy ấm áp khỏi lòng vô cùng Khi mình mỗi ngày được niệm Phật Nên cứ phát tâm chân thật siêng năng niệm Phật đi Niệm Phật là pháp tu thù thắng nhất Phải nhớ Gặp việc thiện, việc ác gì cũng ai với Đà Phật Đi ngoài đường gặp tai nạn giao thông gì Cũng ai với Đà Phật Gặp đâu quýnh lộn nhau cũng ai với Đà Phật gặp đà thương yêu nhau cũng ai với đà phật gặp đám ma cũng ai với đà phật gặp đám cưới cũng ai với đà phật gặp đám gì cũng ai với đà phật cứ dùng câu vật hiệu để áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta nên Ấn tổ ngày nói rằng sáng tối rồi hoàn cảnh sinh thái sống mỗi ngày sanh diệt thay đổi thất thường đều là nhắc nhở về vô thường của đời người để khuyên chúng ta niệm phật Nên mỗi người chúng ta Nghe về rồi cái, cái tâm nhớ Phật niệm Phật của mình Tự nhiên hưng khởi liền Quý vị lên tu tự nhiên cái Quý vị sẽ hưng khởi niệm Phật vì sao Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng tự nhiên mình niệm liền Không có ngồi im im mà cái miệng của mình Ví dụ như Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật, ai di đạo Phật Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật, ai di đạo Phật Niệm theo cái điều địa chung Còn khi lễ Phật tha thiết lễ liền Tại vì sao? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ Tội diệt hà sa mình muốn cầu an cho người thân cầu siêu cho người thân thì ngay câu vật hiệu là thù thắng nhất nhớ ngay câu vật hiệu này là thù thắng nhất gia đình có người mắc quý vị muốn cầu siêu cho người thân thì ngay đạo tràng chuyên tu niệm phật này quý vị tu 49 ngày cho người ta là đặc biệt thù thắng vào đạo tràng rồi nhiệt liệt bốn thờ mỗi ngày tu rồi bấm số niệm phật miêm mặt một câu vật hiệu này tại vì sao vì cái tâm mình chân thật cầu siêu cho người thân của mình ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta cha mẹ cả đời sinh mình nuôi mình không lớn bao nhiêu sự hy sinh về chúng ta. Khi cha mẹ mất đi chúng ta làm việc gì chúng ta xin. Người lãnh đạo cho mình được đến chùa tu 49 ngày để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Mình tu 49 ngày này mà nhà Đức từng nói rằng Bây giờ lỡ mình bị đuổi công việc làm nữa chăng nữa Mình cũng cảm thấy cả đời mình An ủi Tại vì sao Vì cha vì mẹ tôi Tôi sẽ nhiệt liệt niệm Phật 49 ngày Miêm mặt ở trong chùa Để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ của tôi Cuộc đời của tôi còn dài Không có việc này có việc khác Có phần không cần gì lo Có phước thì thịnh vượng. Nhớ 100% như vậy. Cứ có cái tâm vậy thì là thành công liền, chắc chắn. Cả đời mình cỡ nào cũng dạy con cháu của mình. Mẹ hay cha hỏi, "Cả đời của ông bà là gì?" Ông bà mà Niệm Phật 49 ngày Con cái hỏi Mẹ ơi Cha đi đâu rồi Cha con Bà con mắt Ông con mắt Cha con đi vô chùa tu 49 ngày để hồi hướng Cầu siêu Cho ông bà của con rồi Đứa con nói vậy sau này Cha mẹ mất đi <laughs> Con cũng vô chùa tu 49 ngày để hồi hướng cho cha mẹ Vậy thấy không vì, vì hành động của cha mẹ làm như vậy Con làm theo Cả đời mình cũng có một cái dấu ấn gì đặc biệt Mà lương tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái Đạo Phật là đạo hiếu Tâm Phật là tâm hiếu quý vị Đó là những đức nói quý vị Ở ngoài đời Làm lũ công việc tối ngày Nên cha mẹ mình mất đi Có khi bản thân mình Thấy rằng Lúc cha mẹ còn sống mình không được gần gũi nhiều Không lo lắng Nên bây giờ nghe công đoạn này cha mẹ nếu mà Sống với mình ở ngoài đời Quý vị ở ngoài đời thì dù cho kinh tế làm ăn cỡ nào quý vị cũng dành thời gian cho cha mẹ một chút còn thí dụ như những người ta vô chùa người ta tu quý vị coi người ta mang cái thang của cha mẹ cho người ta người ta đi phục vụ tất cả chúng sanh người ta có hưởng thụ cái gì trong cái 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 cõi đời này đâu người ta mỗi ngày làm việc để phục vụ chúng sanh không vì cái tâm của người làm con ở trong chùa người ta mang cái tâm hiếu hiếu đạo người ta đi tu của mình ngoài đời thì mình vì một gia đình nhỏ của mình, mình có vợ có chồng. Thì mình phải dành thời gian để nghĩ đến cha mẹ, thăm lên cha mẹ. Còn thí dụ như những người ta tu trong chùa như chùa mình đi, cha mẹ của các cô, các chú, các thầy vô chùa tu luôn, điều này các cô, các chú, các thầy sẽ quan tâm lo lắng. Và có ban tổ chức quan tâm lo lắng liền. Nên sống vui vẻ an lạc. Và nuôi cái huệ mạng cho mẹ cha của mình cầu giải thoát nữa. Có một vị thiền sư hình như là Đông trách hay đông trạch vậy đó Mà trong lịch sử ghi chép lại Ngài tu thiền Nhưng Ngài gước mẹ Ngài về chùa Cắt một cái liêu thắt nho nhỏ cho mẹ ở Cạnh chùa Thường khuyên lớn mẹ niệm Phật Thì Ngài tu thiền Nhưng Ngài khuyên mẹ Ngài niệm Phật để cho mẹ niệm Phật Khi cuối đời mẹ ra đi tự tại giảng sanh biết ngày giờ Ngài nói rằng bộ phận làm con của ta cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng Vì giúp cho mẹ được giải thoát không? Nên quý vị biết rằng là Nuôi dưỡng cái huệ mạng cho một chúng sanh Niệm Phật sanh cực lạc là thù thắng dữ lắm Cha mẹ đời này của mình Mà mình có thể giúp cho cha mẹ mình niệm Phật giảng sanh Việc này mình vui mừng dữ lắm nhưng quý vị cũng phải tùy duyên Mình đã làm hết lòng rồi Mà cha mẹ mình không tiếp nhận Thì thôi mình cố gắng tu Cái quan trọng vẫn là Bản thân chúng ta đã gặp Phật Pháp Thì phải tu cho thật là tốt Tốt ngay chỗ nào An lạc vui vẻ tự tại Nhìn thấu buông xuống Vậy thì Người ta nhìn mình là tự nhiên người ta muốn học Phật Người ta muốn tu Nên những đức nói rằng cái hoàn cảnh chùa Ở đây dễ độ người thân chỉ người thắng vào hoàn cảnh này là dễ bị nhiếp thọ Hoàn cảnh rộng rãi Cuộc sống ổn định Người vui vẻ Nên sự nhiếp thọ chúng sanh Tiện bề Còn nếu như người ta vô cái chỗ mà khó khăn Quá câu thúc người ta Thì người ta Đi về người ta không tu được Nhớ căn tính con người chúng ta dễ yếu Nên mỗi một con người mình gặp pháp môn niệm phật này phải siêng năng niệm phật và phải chân thật đem pháp môn niệm phật này giới thiệu cho nhiều người nên những đức nói rằng cái mạng truyền thông bây giờ phát triển mạnh mỗi người nên chân thật đem những bài pháp chia sẻ như vậy để chia sẻ cho bạn bè người thân từ trong nước ngoài nước mở rộng đó, chia sẻ cho anh ta được coi rất là nhiều người gặp những đức nói một câu rằng nhờ anh chị đem cái bài pháp của thầy Gỡ cho con mà con coi được, con nghe được Hoặc là đặt chiếc máy nghe Pháp Tặng cho ông bà cha mẹ Mà ông bà cha mẹ nghe và viết niệm Phật Một cái việc tặng chiếc máy nghe Pháp thôi Mà có khi bị cứu huệ mạng của một người Niệm Phật để thành Phật luôn Vậy Thấy cái việc làm này của quý vị quá thù thắng không Quá đặc biệt luôn Rồi quý vị có khi mạng truyền thông gì quý vị đem một bộ giảng này gỡ cho Bên cái trang bên kia thôi cho người ta coi Những người hữu duyên hoặc là mình lập ra cái trang mình đem những bài pháp để vào Để mở rộng ra Để cho nhiều người người ta được nghe Phật Pháp Từ 5 người, 10 người, 20 người 50 người, 100 người, 200 người, 300 người quý vì nghĩ mỗi ngày bị làm cái việc này dù quý vị chưa có tiền nhé Nhưng mà cái thiện căn công đức phước duyên của quý vị Nó tăng trưởng vô cùng Đây là một công việc làm tạo cái công đức phước duyên Mà đây là cái chỗ bị cầm theo được, bị làm đi nhiều người ta thí dụ như người ta lập ra trang website Người ta quay đầu này quay đầu kia Quay đầu nọ câu cá văn lưới Làm đủ chuyện Bao nhiêu con người người ta không biết tu Người ta vào coi cái những cái chỗ đó Lượng người coi đông vô cùng người ta lấy Được tiền hàng tháng Quý vị đưa Phật Pháp vào dù là cái lượng người coi không đông Nhưng mà có những trang coi có khi mấy chục ngàn người Là quá dữ dằn quý vị vậy à? ban đầu thì ví dụ như vài chục người, trăm người, hai trăm người, ba trăm người, vị coi mỗi ngày mà người, người ta coi được như vậy, bị coi phước duyên bị lớn cỡ nào chưa? Mình không thuyết pháp được, mình đem những buổi thuyết pháp rủ nhiều người cùng nghe, giới thiệu cho nhiều người cùng nghe, quảng cáo cho nhiều người cùng nghe Phật pháp, chân thật làm việc này đi quý vị. Quý vị mỗi tháng kiếm tiền được chút ít cũng được mà không kiếm tiền cũng được tại vì cái việc này là cái việc tốt bởi vì cuộc sống mà phải có cơm ăn áo bằng mới làm việc và tu hành nhưng mà mình không có làm việc tội lỗi đây vào pháp giới thiệu mà tội lỗi gì từ nơi đó việc lợi ích cho chúng sanh mà quý vị thí dụ như vậy vị dạy người ta ăn chay bởi vì giới thiệu máy nghe pháp máy niệm phật đèn bông sen năng lượng niệm phật quý vị giới thiệu cho người ta làm một câu vật hiệu phát lên tình dữ vô tình Đều được lợi ích Như cái cô kia Để cái năng lượng cho chẳng cái ổ mối Vậy mà mấy năm chờ Ổ mối Khi nó dạng xanh Mọc qua sen luôn quá trời luôn Nên cái hầm cá Hay cái chỗ nhiều con vật gùi mũi kiến giác Đầm sen Hay là cái nơi nước Hôi thúi để một cái năng lượng niệm Phật cao lên gì này? để cho tất cả những loài động vật sanh vào cái nơi đó khi nó bỏ thăng nó nghe được danh hiệu Phật cầu nguyện cho nó được tái sinh quý vị mà có tâm này thì quá thù thắng rồi có những người nói tội cái chỗ này nước hôi thối để máy niệm Phật đó, tội nếu như quý vị làm những điều đó mà tội những đức chịu hết thì chịu tội chứ quý vị quý vị cứ nghĩ sơ qua một cái thôi cái tâm con người mình phàm phu nè Mà mình còn dám gì chúng sanh mà mình chịu một chút thiệt thòi Không chi Phật Bồ Tát cái danh hiệu của Ngài Mà bao nhiêu con ruồi con mũi, con kiến, con gián, con dòi Nó đã là một cái loài chúng sanh mà từ là con người Cũng từ ông bà cha mẹ mình Tạo tội nghiệp mà bây giờ đỏ lạc Phật nói tứ sanh phụ mẫu Tứ sanh là gom tất cả loài chúng sanh ruồi mũi kiến dòi gián, chuột bỏ tất cả loài động vật đều là trong tứ sanh ông bà cha mẹ mình từng tạo tội nghiệp mà bây giờ đỏ làm xúc sanh bây giờ mình để một cái máy niệm phật này mà phật là đại từ đại bi muốn cho chúng sanh nghe một danh hiệu phật để gieo cái duyên đắc độ về sao Bây giờ cái nơi này là cái nơi bùng lại sinh Con đâu có tâm bất kính gì đâu Con nghĩ danh hiệu Phật là một danh hiệu đại từ đại bí Cứu khổ cứu nạn Bây giờ những chúng sanh này đỏ lạc chầm lưng đờ đờ kiếp kiếp Không biết chừng nào Mà ra khỏi cái cảnh xúc sanh này Dồi bỏ trong hầm phán Bây giờ con mong những chúng sanh này nghe được danh hiệu Phật quý vị Biết bây giờ đơn giản thì bây giờ cái tên thầy thích những đức. Nếu như tôi có cái công năng mà ai nghe danh hiệu tôi một cái là nhất định là sanh phước đức vô lượng, gieo được cái duyên đắc độ về sau. Bây giờ quý vị có đem cái danh hiệu tôi bị để trong cái hầm phân bây giờ tôi cũng vui. Nữa. Tại vì đó là cái việc lợi ích cho chúng sanh. Tôi là phàm phu nè, tôi còn nghĩ ra như vậy nè. Chứ đừng có nói chi là Phật Bồ Tát. Vì nghĩ Phật Bồ Tát từ bi cỡ nào chứ? Nhìn bao nhiêu chúng sanh lúc nhúc khổ đau như vậy Phật Bồ Tát làm sao mà không thương tâm được Quý vị tối ngày cứ nói cái câu Thiếu sự cung kính này kia đâu Bây giờ quý vị thiếu sự cung kính với tôi Tôi là phàm phu nè Thiếu sự cung kính với tôi mà quý vị được lợi ích Được quý vị cứ thiếu sự cung kính với tôi đi Quý vị được lợi ích Cho người ta được lợi ích thì thiếu cung kính với tôi cũng được Vì chữ tôi một câu mà để cho người ta được lợi ích Người ta thành Phật thì cái chữ tôi đi cũng được Tôi chịu hết Cái tâm thiện mỹ vị Nên trong thái thượng cảm ứng thiên Và tôi tin không ngày giảng Có câu Quý vị Chửi người mắng người mà vì người cũng thiện Vì khen người giúp người Mà hại người là ác à, Nhớ câu đó Chửi người mắng người mà vì người kìa vì người mà lỡ người ấy vậy à Chứ không phải là vì chứ vì người mà bị bắt chấp rồi không được lợi ích gì vậy thì đừng có làm việc này Vì chửi mắng người mà người ta không đồng tình người ta không vừa bụng Người ta không thích Thì thôi đừng có làm nữa Thà vì thương người còn đặc biệt hơn Có nhiều người khó khăn câu có chửi mắng người tôi nói vì người Người ta đều săn hẳn không vì người gì Vậy thì thôi khỏi làm khỏi làm có lợi ích gì nhớ yeah. nên từ nơi đó mà mỗi người mình phải nhận thức nên một danh hiệu phật mà quý vị để cái nơi mà bao nhiêu chúng sanh côn trùng rồi rùi mũi đại hết chứ bởi vị làm một cái cây cao lên gì để gắn cái năng lượng lên ở trên đó mà niệm nguyên một cái vị trí đó nghe con ruồi con mũi con kiến nó sống không lâu như mũi sống bao lâu đó là chết queo rồi Rồi mấy con vật nhỏ 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 nhỏ, nó té nó xong nó chứa chết Té xuống nước nó chết nó cũng nghe danh hiệu Phật Lúc nó gần chết nó nghe danh hiệu Phật Văn danh được phước Nghe danh hiệu Phật Sẽ sanh vào nhà tôn quý Các căn đầy đủ thường tu thắng hạnh Nghe chưa Nên từ nơi cái tâm đó của mình mà phước duyên mình lớn như vậy chứ Niệm niệm gì chúng sanh mà mình làm Con người mình thường là cứ nghĩ Hại mình không sợ tổn mình không Nên cái tâm mình hẹp hòi Cứ thường vậy không Thí dụ như những đức bắc Quý vị biết rằng mình nghe mình để ý đi Con người bây giờ cần mỗi nơi Cần nghe pháp để nhắc nhở Nhắc nhở suốt luôn con người bây giờ Những đức biết ai cũng đi đến cái chỗ ngồi giặt đồ những đứa bắt một cái lo ngay chăng cái chỗ giặt đồ vì không ai mà không để đến chỗ đó ngồi giặt đồ những đứa giảng một đoạn chỉ có mấy phút quan trọng cực kỳ quan trọng để nhắc nhở ở trong chùa người ta lỡ giặt đồ là nghe được lỡ giặt đồ là nghe được lỡ giặt đồ là nghe được sự nhắc nhở để cảnh tỉnh họ thấy không? cái đó lợi ích lớn vô cùng lớn luôn nếu như vị mà nghĩ rộng ra chỗ này thì vị biết lợi ích cỡ nào chưa Rồi cấp Tết Những đức thấy Hai vị trí Mà người ta khách hành hương Người ta đi đến người ta rửa mặt Ở bên Đại Tùng Lâm Cái vị trí đó Khách hành hương mà đi long nhong long nhong Những đức Nói hai công đoạn Pháp Mà nó chỉ có hai ba phút rồi mình nói chuyện hai ba phút rồi xong mình gắn cái lo mình ghim vô cho người ta nghe Người ta lỡ người ta đi tiểu Người ta rửa mặt Người ta nghe công đoạn Người ta đi chùa cũng có ý nghĩa Chứ nếu không những người này toàn đi long nhong không Không được lợi ích gì cả Khi nghe cái cảnh tỉnh cuộc đời của những người nó người tự nhiên người Ta nghe cái tự nhiên người ta Duyên nhiều đời nhiều kiếp người ta hưng khởi lại Đó là cái tâm của mình nghĩ gì chúng sanh Nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi người ta ngồi đâu người ta cũng được sự nhắc nhở Giống như dịp tết rồi người ta đến đông mỗi cái xài nhà đức ưa chia sẻ những đoạn vì nghiệp phá thai bắt hiếu cha mẹ này kia những đức chia sẻ người ta lợn người ta ngồi ngay cái xài ngồi ngay cái ghế người ta ngồi ngay hàng ghế ta nghe liền đoạn pháp quý vị coi niệm niệm nghĩ gì người ta nên duyên của những đức đi tu nó phát triển mạnh nhanh cực kỳ nhanh luôn những đức nghĩ gì người ta nhiều quá quý vị à nhiều người thì cứ cái gì không được không được cái gì bất kính cứ tối ngày cái đặt vấn đề gì trong cái cuộc đời này xin thưa quý vị họ nghe được bài pháp cũng là quá ý nghĩa đạo pháp cũng quá đặc biệt cái thời cuộc này đạo đức đang suy si thoái quý vị. con người ta chỉ cần gieo được chút duyên thiện pháp thôi cũng quá thù thắng nên gieo đi đời mình đến với cái cõi này nên gieo chúng sanh đi rồi mình tính nguyện niệm phật để mình sanh cực lạc mình về cực lạc rồi lúc đó quý vị trở lại độ vô lượng chúng sanh vì vì đã kết duyên với người ta trong chùa đông như vậy Mỗi nơi mỗi chỗ đều được sự nhắc nhở Có người sẽ đỡ tối đa Vì những hành động này kia Không phải Còn bây giờ lấy sức người này Mà mỗi ngày đi giảng dạy Đi nhắc nhở Quý vị coi Công việc chùa nhiều vậy Nên những đức mới nghĩ ra Cái pha học hiện đại này nè Những đức biết truyền tải nó Như quý vị coi Như các cháu Thời khóa tu các cháu Mùa hè nhưng Đức nghĩ ra liền nói chuyện 10 phút Cực kỳ quan trọng Cắm ba cái gốc cho các cháu Nó thật Không nói lời giả dối Không trộm cắp của ai Và lễ kính Giảng không đoạn 10 phút Trước thời gian vô thờ khóa Thì các cháu được nghe 10 phút Một ngày ba lần như vậy cứ nghe nghe gì Vô chùa tu mùa hè Nghe được bao nhiêu chục buổi Nó ăn sâu vào tâm khảm các cháu Phải đặc biệt không còn nếu như giờ những đức mở rộng nói tá lả âm binh chứ Các cháu nó quên mất phương hướng Những đức chú tâm vào cái gốc đó các cháu nghe hoài nhớ luôn Năm nay mùa hè những đức thấy có lợi ích Kết quả lớn vô cùng Rồi những đức nghĩ ra cái việc thờ khóa tu bốn thờ của chúng 20 phút niệm Phật dạo những đức cắt bớt ra 5 phút Còn 15 phút niệm Phật dạo Nói chuyện 5 phút đắp vào khi vừa niệm Phật 15 phút thì gom người tương đối Thì 5 phút kia nhắc nhở niệm Phật có 5 phút thôi giống như khai thị thì thấy cái cái nghĩ này quan trọng không cực kỳ quan trọng luôn người tu trong chùa sẽ cảm thấy nó không có lạc lẽo lên đến điện tu rồi đi ra ăn cơm lên đến điện tu đi ra ăn cơm bây giờ năm phút đó là kích thích mình để mình hưng khởi cái tâm niệm phật cầu sanh cực lạc thì nghĩ chỗ này quan trọng không tại sao có người này bình thường mà họ có nhiều cái nghĩ lạ kỳ như vậy vì người ta vì người ta mà nghĩ như vậy vì đặt câu hỏi con người này nhìn nói chuyện Không có quay nghi gì hết Mặt mày trợn mắt trợn mày Chu mỏ Mà vì sao nhiều người nghe đông dữ vậy Vì tại sao không đặt vấn đề là tại sao nhiều người nghe dữ vậy Vì nó xác thực Nó gần gũi Nên người ta mới nghe nó, Nhiều người có đánh giá không Mà quên mất tiêu bản thân mình Thiết pháp bây giờ được mấy người nghe Mình thiết pháp tới coi người ta có nghe không Mình lên mình quay nghi đồ kinh khủng luôn Mà mấy người nghe nên từ nơi đó quý vị hãy nhìn mỗi người Nó có một cái duyên độ xanh Có khi cái hành động này mà lại độ xanh một số người Kinh khủng lắm Nhiều người mà ăn nhậu bê tha Nghinh bật hung chờ tợn Không quay nghi gì hết Mà những đức lại độ được Còn quý vị độ những người có quay nghi Những người có lễ kính Thì độ được những đức độ rất nhiều người Người ta hư học Mà nghe qua những đức người ta lại chịu Vì sao? Vì đơn giản bình dị Nên quý vị nên nhìn cái lợi ích cho chúng sanh kìa Phan hãy đi đánh giá người ta Bản thân mình có khi có làm được hay không Đúng không Đó nên từ nơi đó Vì nghe Từ vô giảng cho tới công đoạn này Gần nửa tiếng đồng hồ 25 phút quý vị coi Mỗi câu mỗi điều lợi ích cho người ta Chứ những đức có có xin sỏi vì cái gì không Nghe đi đúng không Phải nghe cho kỹ đó. Nghe cho kỹ Gạt người mà lợi ích người thì cũng tốt còn hơn quý vị thật với người mà không lợi ích gì thì có tốt gì đâu nên có những người nói ông này chắc cũng gạt người ta quá à, mình lỡ mình có không lấy gạt mấy bà già già y y khắp nơi gì tu lại gạt ai gạt mấy bà già rồi à, những người trẻ thì vô phục vụ thương yêu các cụ già làm gì đúng không ý nghĩa quá trời luôn người ta hiểu chứ Đó nên mỗi người mình nghe gì rồi Mình biết đem Phật Pháp mình giới thiệu Mở rộng ra Cuộc đời của người chúng ta biết đem Phật Pháp áp dụng vào cuộc đời mình Nó quá ý nghĩa luôn Có những người học Phật Pháp Mà không biết đem Phật Pháp áp dụng trong cuộc đời Có những người học mà càng học càng khó Càng học càng nặng nề Cái gì cũng nặng nề quý vị Không biết được nhìn nhận cái đó là lợi ích gì chứ Chỉ biết là chấp nặng thôi Thua Học Phật mà chỉ biết chấp nặng học ra con người khó khăn khó chịu bắt lỗi bắt phải đủ chuyện chịu thua bởi vì người ta gặp mình người ta sợ ai mà người ta đến tu với mình ai mà đến tu với mình bây giờ cả người tu như mình mà có khi bản thân mình hãy xem lại lương tâm mình đi xem lại cái hành động mình đi mình biết liền khỏi cần ai nói mình mà hãy xem lại mình đi nhìn lại mình đi mình thấy mình còn nhiều cái sai không đừng có nói hàng cư sĩ ngoài đời người ta lam lũ cực khổ người ta cực khổ lam lũ người ta còn đem một chút lương thực vô người ta nuôi mình người ta lo cho mình bản thân mình hãy nghĩ gì người ta nhiều nhiều một chút đi có qua có lại mới tội lòng nhau hãy nghĩ nhiều gì người ta đi những đức mỗi ngày sống được bình yên cơm ăn áo bọn điều kiện phương tiện cái gì cũng đầy đủ những đức phải làm sao để những đức trả ơn cho chúng sanh Cực lực nhiệt tình khô hơ cạn tiếng Để trả ơn lại cho chúng sanh Bằng cả tấm lòng của mình Thật sự luôn Rồi làm những việc ý nghĩa Rồi thứ sáu tuần tới Chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị nữa nè Quý vị khắp nơi nơi Chuẩn bị đi Chương trình khiếm thị là những chương trình đặc biệt thù thắng Lúc này mùa hè nữa Dặn con em mình người thân mình chưa biết tu lợi cho tiền người khiếm thị để nghe những đức giảng luôn còn phật tử khắp nơi nơi nước ngoài đồ này kia đâu, vì cùng chung tay những đức để làm trên khiếm thị nếu có điều kiện đó là những đức nêu lên tỳ duyên thôi nên từ nơi đó con người mình tạo phước duyên thì mình cầm theo thôi vị. tạo cái cầm theo được thôi chăng thật mà làm quý vị ơi cuộc đời của người quý vị nhìn thấy vô thường không qua cái trận dịch bệnh quý vị coi nếu chúng ta chết đi quý vị cầm theo được gì có khi cả nhà giàu vô cùng mà chết queo quá chứ có cầm theo được gì không nên người ta đem tiền người ta lên lầu người ta giải xuống thấy không nên có người mình nghe Phật pháp rồi hiểu mình bây giờ mỗi ngày nghe pháp niệm phật là quý lắm rồi nên sống mỗi ngày vui vẻ an lạc tự tại làm những việc lợi ích cho hữu tình vô tình điều chúng sanh được lợi ích chỉ cần chúng sanh lợi ích lợi ích cho mọi người là được rồi lễ viết quan âm bồ tát bốn ngày 17, 18, 19, 20 nhằm thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày âm lịch tháng sáu quý vị nó phát động chương trình lên rủ người các trưởng đoàn đồ rủ người đi tu 4 ngày nghe pháp rồi ngày cuối cùng lại được tặng máy niệm phật tặng máy niệm phật quý vị rồi thỉnh tượng phật về thờ này kia đâu phát động chương trình lên nhiều người ta khổ vô cùng ta đến chùa mình tu 4 ngày xong cỡ mở tâm tư luôn rồi nhắc nhở người ta điện thoại tiền bạc gì vàng dòng gì để nhà còn đi đến chùa cúng dường thì bảo thùng tam bảo đặt máy nghe pháp thì lỡ chỗ đặt máy nghe pháp liền rồi là không còn cái gì bận tâm lo tu 4 ngày nghiêm túc tu 4 ngày luôn những vị trưởng toàn đoàn nên nhắc nhở người ta Nó, những đứa cứ nhắc hoài cho quý vị phát động chương trình lên những người nước ngoài đồ này kia nên phát động chương trình lên cuộc đời có cơ hội gặp những cái pháp hội thù thắng như vậy qua đời những đức không biết có ai tổ chức gì cho quý vị tu hay không Vì thấy từ xưa giờ có ai tổ chức gì không Thì từ nơi đó quý vị nên phát động chương trình cố gắng tu Phật tử chùa nào, Phật tử ai, đệ tử ai cũng vậy Đây là chúng ta tu với Phật Bồ Tát Chứ có dính dáng cái gì quý vị về đây những đức có bao giờ quy y cho quý vị không Bao nhiêu Phật tử gặp những đức Dạ con xin thầy quy y Những đức có bao giờ quy y cho quý vị không Có người hỏi những đức nói thầy ơi Con đã từng quy y thầy đó mà thầy nó không chuyên niệm Phật Bây giờ con xin thầy quy y lại cho con như đứa nói. Cái này không thành vấn đề. Người xuất gia chỉ đại diện cho Phật để quy y cho quý vị. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Là quy giác, quy chánh, quy tịnh. Từ nơi đó đã quy ai rồi thì cứ như vậy mình bây giờ cứ niệm Phật. Cầu sanh cực lạc, tính nguyện niệm Phật là sanh cực lạc. Khỏi cần quy lại gì hết chứ. Khỏi càng Vì cứ như vậy mà niệm Phật thì là được rồi. Đã có duy quy một người nào rồi cứ như vậy là mình quy người đó đại diện dùm cho mình quy phật pháp tăng mà là giác chánh tịnh mà mình đi quy thêm chứ nữa nên những đức nói nhiều người quy y đó, quý vị cứ đi quy đi không sao đó hoặc là quỳ trước phật quy cũng được rồi phát nguyện đời này con niệm phật cầu sanh cực lạc quý vị chỉ cần tính nguyện niệm phật là sanh cực lạc chỗ này là cái quan trọng nhất nó rõ ràng những đức đâu có lôi kéo phật tử đâu người ta vì tu lữ thì người ta về tu đó. chỉ dẫn người ta tu cứ như vậy mà lạc nên nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người chúng ta nghe tịnh độ tín nguyện kiên cố cả đời niệm phật không thối chuyển cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở tây phương cực lạc nhớ điều phát nguyện đời này con phải giảng sanh con phải giảng sanh về cực lạc thì tín nguyện niệm phật đi phát nguyện đời này con phải giảng sanh về tây phương cực lạc nhất định phải về cực lạc với quý vị chúc quý vị an lạc an vui đạo phật nguyện à đem à công được này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ